không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Bỏ mặt là ở khánh đường hay là ở kho hàng, tôi rải người đi khắp nơi kiếm cậu ba rồi, nhưng mà vẫn kiếm không ra. Lão gia, trà của ông đã pha xong. Tại sao cậu ba khi không vô cớ lại bị mất tích? Lão gia, tôi đã phái tất cả các người đi kiếm từ sáng cho tới bây giờ. Nếu như lão gia thấy tôi bị thất chức thì cứ việc khai trừ cái thằng già này đi. Anh thì là có chí khí, hay là muốn cáo lão hồi hương, hay là tại vì anh nhát gan hả? Lo là ở lại tôi sẽ truy cứu chuyện xưa à? Cũng như tôi đã nói, ba thế hệ họ Trần các người đều làm công cho nhà họ Nghiêm chúng tôi. Dù sao đi nữa, cho dù mai này đổi ông chủ, tôi cũng không cho anh đi. Anh cũng đừng hòng có thể bỏ đi như vậy, có hiểu hay không? Cậu ba về lập tức báo với tôi. Dạ. Thì không ngờ mày cũng xử vậy với tao hả? Ngon miệng ha. Tiểu Hồng à, bây giờ nhà họ Nghiêm chỉ còn có mình em, không cần anh hai phải phiền, anh thấy cũng thỏa mãn rồi. Xin lỗi, nếu ông làm không nổi thì để cho chúng tôi. Xin thứ lỗi cho tôi, tài nghệ kém cỏi. Bệnh trạng này của Nghiêm lão gia e rằng không qua được tối nay. Tôi nghĩ bà hãy đi báo với ông chủ Nghiêm để có thể chuẩn bị kỹ lưỡng các việc ma chay. Người già đi là phải chết, nhưng cũng phải coi chết được đúng lúc hay không. Thay vì thấy buồn thấy khỏe, sao không suy nghĩ một chút làm sao giải thích trước mặt người ta, như vậy còn hơn. Giải thích? Người của Nghiêm gia phố thích nhất là đồn nhảm nhí. Cha được đức cao trọng vọng, tôi không muốn các người khác nói lần này ông qua đời không phải là vì bị chết già. Còn về điều lợi của ông, tôi quyết không thiếu đâu. Minh Phụng, cha thế nào? Tại sao đột nhiên lại bị ngất xỉu? Từ lúc ông trở về trên núi, sức khỏe của ông đã khá là nhiều. Anh bình tĩnh lại rồi mới nói. Cho dù cha bị bất trắc cũng là ý trời. Ý trời? Em nói cái gì? Ông là đại phu mà, coi mạch đoán bệnh đâu có thể qua loa được. Dạng y, thay vì trách người ta y thuật kém cỏi, sao không nghĩ coi làm sao kiếm dạng thiên biết được. Đừng có để nó thừa dịp này có cơ hội để nói xấu anh còn hơn. Nói xấu tôi? Và nói là nói xấu hay là lo bị dịch mất? Là thời cơ. Chỉ cần cha chồng qua đời thì là một thời cơ tốt để cho anh được trở mình. Bà đã làm cái gì với cha? Ông chủ Nghiêm, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm Thiếu Thẩm. Ông đã thâu lời của bà thì đương nhiên là nói tốt cho bà. Mặc dù tuy tôi không phải là người thanh cao, nhưng mà lần này tôi không có thâu tiền ai hết. Nghiêm lão gia làm đổ ly trà,
trong đó có gì khác lạ. Tôi thật sự không dám khẳng định. Nhưng lần này Nghiêm lão gia đột nhiên bị ngất xỉu, không phải bị trúng độc. Ngũ tạng lục phủ của ông đã bị hư hết. Lần này Nghiêm lão gia đã bị trở cơ như vậy, đáng lẽ phải xảy ra từ một năm trước rồi. Ông có thể chống chọi cho tới hôm nay, đó cũng là một kỳ tích. Như thiếu thẩm đây đã nói, tất cả là ý trời thôi. Nếu ông chủ Nghiêm vẫn không tin, có thể tới Nghiêm gia phố mướn một đại phu khác về chẩn đoán lại thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Dạng Y, con còn nhớ không? Năm đầu tiên khi con làm con của cha, chúng ta vì chuyện gì mà gây gổ một trận lớn? Con nhớ được. Năm đó Đại Thanh Hoàng Đế vừa thoái vị, nhưng mà không ai dám cắt đứt bính, tại vì ai nấy đều không biết hoàng đế có làm lại không. Nhưng cha là tổng trưởng ở trên cao nguyên này, cha là người đầu tiên cắt bính của mình, tại vì cha phải chứng minh với mọi người là ông chủ Nghiêm này dám nói thì phải dám làm, không một ai dám làm trái. Không ai dám không theo. Nên chưa đầy một tháng, tất cả đều trọc đầu. Chỉ có con thôi, tại vì cha của con vừa qua đời, cho nên con không dám, cũng không nỡ cắt. Sau lần đó, cha đã nên biết con khác với cha, thì không giống. Con không thể biến thành cha. Bản tánh của Dạng Thiên không đủ mạnh, cha không dám đặt kỳ vọng cao tới nó. Nhưng mà mỗi lần cha ép con vào khốn cảnh, con cũng năm lần bảy lượt mà đi lại đường cũ. Con thì khiến cha thất vọng. Con có biết không, nếu như hôm đó con nổ súng bắn chết cha, cha sẽ được vui lắm. Cha thiệt rất vui mừng. Con nhất định không làm. Chứ dù bây giờ cha nói như vậy thì con cũng không chịu làm. Không có sao, con thiệt quá mềm lòng, cho nên con không phải là một ông chủ Nghiêm tài cán. Cha dạy không hiểu lý lẽ này cho con, nên cha cũng không phải là một người cha tài cán. Đời này của cha đã bị thất bại rồi. Nhưng mà tới cuối cùng cũng thua trong tay, trong tay của mình. Ít nhất là không bị thua trong tay của Minh Phụng. Cho dù là chết, cũng chết được tôn nghiêm.
khi mà cha bị bệnh này. Tưởng là tới lúc hơi thở cuối cùng có thể khiến cho con đổi thay. Cha biết không phải lập tức có thể làm được, nhưng mà cha nghĩ khiến cha kiếm thêm một chút thời gian, như là cô ba của con, với một tớp hơi thở chống chọi tới hôm nay. Vạn Y, con phải hứa với cha, đừng để cô ba tiêu cực buông xuôi, đừng để cho bà biết là cha qua đời. Con phải hầu hạ bà cho tới già, coi như là trả nợ giùm cha. Vạn Y, con phải hứa với cha. Con hứa với cha. Cha, mau đợi thuốc, chú hãy thả cháu xuống, chú đi một mình sẽ được thoải mái hơn. Giờ này bỏ lại cô một mình ở đồi núi sẽ càng bị nguy hiểm hơn. Thật ra con được quanh đây cháu cũng rất thành thạo, hơn nữa chân cháu đã lành lại. Cháu không phải là không tin lời của Tiểu Cầm, nhưng mà cháu sợ cậu lên núi chưa chắc kiếm ra được anh Đông Thăng. Mà đợi thúc à, chú hãy mau rượt theo cậu lên núi kiếm được anh Đông Thăng trước rồi mới nói sao. Hey, tại sao các người đều không nghe lời của tôi? Sao lại vậy? Sao lại có chuyện này? Tại sao con còn phải trở lên núi? Dứt bỏ hết tất cả như vậy có đáng sao? Con đáng à? Người chết đã đành rồi, nhường cho con đi giết Nghiêm Vạn Y, rồi giết Nghiêm Quốc Nghiệp, lại có thể cứu về bao nhiêu người. Muốn lấy lại công đạo thâm thù thì phải hủy triệt đi cái Nhìn Vào Phố này sao? Cái gì cổng phường trình tiết, hương quy tục lệ đều không thể đem đi như vậy đâu, mới có thể cứu về càng nhiều người vô tội. Phải là lỗi của cha. Cha thiệt nên nói sớm kế hoạch với con, để cho con biết cha đã đốt cháy khoáng mỏ than ở dưới Nghiêm Gia Phố. Nghiêm Gia Phố từ nay sẽ không có nước nữa. Bây giờ Nghiêm Gia Phố trở thành một ngôi thành chết. Cha thiệt nên nói sớm với con, để con khỏi phải về núi mà hy sinh.
Thế nào, mọi việc suôn sẻ chứ? Tôi đã theo tộc quy bao giết tất cả con cháu tới mùa mạ để lấp đất, thả xong pháo bông rồi mới trở về, không trở ngại tới anh. Tôi vô nhà lớn rồi, nhìn thấy bà trưởng phòng. Tại sao anh về mau như vậy? Không phải anh đưa bà trưởng phòng tới đắc cầu hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Hôm xưa anh nói là phải gánh vác với Xuân Phấn, gánh vác tất cả mọi chuyện. Bây giờ anh chỉ làm một nửa rồi thôi, để cho bà trưởng phòng một mình xuất hiện. Lấy mà gặp được chú Quốc Cơ thì sao? Họ sẽ không nhìn thấy bà trưởng phòng. Khi tôi tới nơi thì bà đã tắt thở. Tống Đông Thanh là giở trò gì đấy? Tôi không phải là giở trò. Bà quả thật bị người ta giết chết. Anh nói bậy bạ gì đó. Hôm nay tất cả mọi người đều theo tôi tới cổ mộ Tây Sơn. Những người chân chết tiêu ngột, tất cả đều không có ở Nghiêm gia phó. Minh Phụng, ông điên rồi. Đã biết chú Năm tới bắt Giang Phu, tại sao còn tới kiếm tôi? Bà không sao chứ? Ai nói tôi bị gì? Đông Thân. Lại là Tống Đông Thân. Tại sao lại tin lời của nó? Nghiêm Thứ Vô Nhân không nói dòng sao, tôi đã kể hết tất cả với bà rồi. Minh Phụng, hôm nay tôi không rảnh trở về, tôi chưa có gặp mẹ. Bà có tới sao? Chết, chúng ta đã mắc bẫy. Tất cả lỗi tại tôi. Nếu như tôi sớm nghe bà nói, cũng tại tôi không tốt. Nếu như tôi nghe bà nói đã sớm rời khỏi chỗ này thì họ không có cơ hội để đột nhập. Ông đi mau, người của chú Năm sắp tới rồi, mau lên. Đừng đi bên này, đi cứ sau. Tại sao Đông Thân cứ gạt tôi? Gạt ông không phải mình nó, còn có tôi. Bà cũng có phận. Mình nói cái gì? Chú Năm, họ ở đây nè. Thì ra là Giang Phu này. Ổn lão, nói bậy bạ gì đây? Tại sao không nghe tôi nói ở lại Tây Sơn? Ông chủ, tất nhiên ông muốn chúng tôi ở lại Tây Sơn rồi, nhưng mà nếu chúng tôi cần phải nghe lời của ông như hôm xưa thì làm sao ở trên cái bàn trang trương phòng của công trường ông đó kiếm ra được cái khăn choàng quý giá như vậy? Cha con của tụi bay quả nhiên là quan đường, lần này bị bắt quả tang, coi bộ là ông chủ Nghiêm cũng phải bỏ lại cái mặt làm phách làm lối. Bắt nó lại! Đừng bắt! Thả ông ra! Không bắt bến tổng! Thả ông ra! Chúng tôi cũng có gì! Lên đài thiên đăng! Dẫn hắn đi! Tốt! Lên đài thiên đăng! Họ đi! Chết bọn họ! Lên đài thiên đăng! Chết bọn họ! Chết bọn họ! Chết bọn họ! Chết bọn họ! Chết bọn họ đi! Tối nay không được chú Quốc Cơ can dặn, không ai được phép vô đây. Hùng lão, hôm nay là ngày về trời của lão gia trưởng phòng. Ổng xương cốt chưa lạnh mà anh dám nói bậy bạ trước mặt Nghiêm thiếu phu nhân này hả? Tôi cho các người biết, cho dù ông chủ có tội, tôi vẫn là trưởng bối của các người. Có cần tôi đi từ đường lấy tộc phổ rồi đem hương quy tục lệ để trước mặt các người, vậy các người đọc một lần mới hiểu phải không? Tôi chỉ là thư ký ông chủ, còn có gì căn dặn, đâu phải là dẫn ông đi. Các người khẩn trương làm gì? Còn không gian ra, gian ra! Dặn y, tôi biết họ đã báo người tới. Thừa lúc tôi đánh lạc hướng họ thì anh tự cởi trói rồi đi từ cửa sau của cổng trường, đi xuống núi rồi mới nói. Đi về đi. Anh không tin em có tài này hay sao? Tôi bị bà đi về. Dặn y, thiệt ra anh có biết tình trạng của mình anh không? Họ vốn không có định tới từ đường để kể tội của anh. Anh vốn không có cơ hội để biện bạch và giải thích cho mình. Họ sẽ đưa ngay anh lên đài thiên đăng, trời sáng là sẽ đem anh đốt đèn trời. Tại vì họ tự biết không có hợp lý, cho nên không có cho anh cơ hội để mà đánh trả. Chỉ còn lại cơ hội này thôi, chỉ còn lại một cách này. Tại sao bà biết họ thì là không có lý lẽ? Em biết cảm tình giữa anh và Tiêu Ngọc không phải là tầm thường, nhưng mà em tin rằng hai người
không có làm ra chuyện bậy bạ. Bà với cái gì mà tin tôi như vậy? Và bà lấy cái gì mà biết được tôi đối xử làm sao với bà? Em không biết. Em tin là Tiêu Ngọc không hề làm. Trước khi xảy ra chuyện, em đã gặp bà. Bấy lâu nay giữa hai người sở dĩ xảy ra bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì một tên Tống Đông Thăng. Đúng. Thì chính vì nó, như vậy bà nên rõ ràng tại sao nó ghét tôi như vậy. Là tại vì nó hợp tác với Tiêu Ngọc, cho nên mới bị chuyện sanh sự đến cái chết của Tiểu Trác để mà bôi nhọ anh. Tôi thì là có làm. Nghiêm Vạn Y, cho tới bây giờ mà anh vẫn còn nói vậy với em. Tôi quả thật để Tiểu Trác làm việc mà nó không thích làm. Cho dù đã xảy ra chuyện này, cái tên xuất sanh đó là cha của anh chứ không phải là anh. Là bà nói xương cốt của cha chưa nguội. Có phải là bà đi trước mặt đám đông rồi trút hết tất cả tội lỗi lên mình của cha thì bà mới yên tâm sao? Rồi anh biểu em trợn mắt và anh bị đốt đèn trời. Anh tưởng như vậy em là có thể yên vui sao? Em là vợ của anh. Cái ngày ở Từ Đường, em không phải không có cơ hội rời khỏi anh, nhưng mà em đã lựa chọn ở lại thì là người của anh. Lúc anh không được vui, em không có khiến anh buồn. Lúc anh bị buồn thì em không có thấy được vui. Em đã chọn con đường em đã chọn. Chỉ cần chúng ta là vợ chồng, em đã là máu thịt của anh. Anh biết nghĩ cho em rồi đẩy em đi thiệt xa. Tại sao không cho em nghĩ cho anh chứ? Em biết anh lo là liên lụy tới em, cho nên anh mới nói như vậy với em. Em biết mà. Phải, tôi là liên lụy tới bà, nhưng mà không phải là vì tôi yêu bà. Tôi biết được tôi không đáng cho bà làm như vậy. Người mà tôi yêu là Tiêu Ngọc, bà trưởng phòng của nhà Tống. Mà kiếm người đi mời nhỏ về nhà. Coi chừng cháu dâu bà giùm tôi. Nếu tôi nhìn thấy nó bước ra khỏi nhà lớn, bà gánh trách nhiệm. Bắt Nghiêm Vạn Y lại, giao cho Tổng Đương gia. Trước khi trời sáng tôi sẽ tới. Em biết anh nói láo. Anh nói láo có phải không? Trong lòng của bà, từ đầu chí cuối cũng không biết người tôi thích là ai hết. Và trong thâm tâm của bà cũng rõ ràng lâu nay tôi không hề thích bà. Đó là sự thật. Vạn Y, Vạn Y, Vạn Y, biểu người cho anh ngó lại. Làm ơn biểu người cho anh ngó lại. Vạn Y. Xuân Phấn, em đã đoán ra được, sau khi mọi việc được thành công, anh sẽ tới. Em đã bị thương. Anh nói là chân của em hay là trái tim của em? Những chuyện xưa kia đừng có nhắc tới nữa. Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Em không được. Em biết anh cũng không thể được. Nhưng anh được. Chỉ là một câu đơn giản mà anh cũng phải tự giấu mình. Có phải thật thà đối với người ta là một việc khó khăn với anh hay không? Tại sao anh lại không nói thẳng với em là anh thích làm người như vậy? Sao anh lại không chịu nói thẳng với em, cứ em hay nản chí? Em không có gạt anh sao? Em đã nói với anh, có mang cốt nhục của anh. Em nói với anh là từ nay đừng có trở lên núi nữa. Nhưng mà ai ngờ cuối cùng là vì cứu Tiểu Ngọc. Mẹ đã nợ cái gì của anh? Em cứu một người vô tội, có gì là không đúng? Không lẽ anh muốn nhìn thấy mẹ với Kim Vạn Y cùng đốt đèn trời, anh thấy là mẹ đáng gặt cái tội này? Anh chỉ biết nếu không có bà thì anh không thể giải Nghiêm Vạn Y lên đài thiên đăng. Anh thấy là mẹ chúng ta nên gặp quả báo này. Với con người của hắn thì nên gặp quả báo này. Không đúng, không có xâm phạm tới Tiểu Trác. Năm xưa ông không có giết người để bịt miệng. Vì muốn cứu người bạn thân em phải ở quá. Thật đáng cho em làm vậy hay sao?
Chuyện này là do Tiểu Cầm nói. Tiểu Cầm có hiểu anh, anh không phải là không biết. Tại sao cô không tỏ lòng với anh cũng nên biết. Cô ta chỉ là muốn nói láo để có thể giữ anh lại ở trên núi. Tâm trạng này anh phải hiểu rõ. Em muốn anh tin là em đã trách làm người tốt. Em không biết Nghiêm Vạn Y phải là người xấu hay không. Em chỉ biết ông vì cái chết của mợ lớn mà tỏ ra đau lòng, vì cái chết của Đồng Hiểu mà tự trách, tất cả vì mẹ mà phải bỏ mạng. Điều này chúng ta đều biết. Thậm chí anh hiểu rõ hơn em ông là người thế nào. Em muốn anh tin tất cả đều là những chuyện hiểu lầm. Giống là không mới tới việc ai lỗi ai phải. Em muốn anh tin em đã làm những việc không thể hồi đầu để đền bù. Có thể được. Em biết anh vẫn còn có cách để cứu lại họ. Chúng ta vẫn còn cái thời gian, chưa có trễ đâu. Khi tất cả những chuyện đã thành định cuộc, tại sao em còn phải dối gạt? Em không có. Đồng thân, em không gạt anh. Có phải anh từng khiến em thất vọng? Em dùng lại phương pháp này để đối phó với anh, trừng phạt anh, em mới được vui. Em không có, em thì không có. Tiểu Trác chết thế nào, trong lòng anh rõ. Anh không lấy lại công đạo cho cổ, lại không thể dứt bỏ cổ. Cho nên, vì mai này có thể sum họp chung sống với em, vì mai này anh một lòng một dạ với em, trước khi rời khỏi Nghiêm Gia Phố, anh nhất định phải trả mối thù này. Anh không thể sau khi cổ chết còn làm những chuyện phải thiếu nợ những người đàn bà khác. Tương lai làm sao ăn ở với em mà không thẹn ở trong lòng chứ. Anh vì em, nhưng mà bây giờ em lại gạt anh. Anh đứng lại. Anh có phải nhất định không tin lời của em nói hay không? Không tin là em hy vọng muốn ở chung với anh. Gì được. Nếu em muốn chung sống với anh thì ở đây chờ anh. Nếu anh nhất định phải đi hại hai người họ, khi anh về tới sẽ không thấy em. Không lẽ mạng của họ còn quan trọng hơn tương lai của mình? Em không thể nào sống chung với một người mà người đó lại không chịu tin tưởng em. Anh cũng vậy. Minh Phụng, Xuân Phấn sao chị ở đây? Chị không phải theo ma để thoát xuống núi. Tôi không có cách cản trở Đông Thăng. Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi có thể khuyên ảnh đừng có trả thù, đừng có làm lộn tiếp tục. Đã xảy ra chuyện gì? Anh nhất định đi kiếm ông chủ Nghiêm. Ông chủ đang ở đâu? Mời dẫn tôi đi gặp ông. Không được đi. Tối nay hai người chỗ nào cũng không được đi. Nè, các người đâu có thể vào nhà lớn chứ. Thì ra tiểu dâm phụ của nhà họ Tống cũng núp ở đây. Nghiêm Quốc Cơ, anh đừng có tưởng là biết diễn cớ bị chuyện rồi muốn kéo ai xuống nước cũng được. Ba ngày trước có người nhìn thấy tiểu dâm phụ này thu thập hành trang xuống núi. Bà từng bị mã tặc ô nhục, lại lăng nhăng với Đông Thăng. Cái này vốn không phải là chuyện mới mẻ gì. Huống chi tôi muốn đối phó nó cần gì diễn cớ. Anh Bảy, Nghiêm thiếu phu nhân che chở dâm phụ, chúng ta cũng phải đem trói họ lại đưa lên từ đường. Sau khi hội họp xong thì quyết định sống chết của họ hay không. Tâm Bảy, anh muốn diễn cớ không cho tôi lên Đại Thiên Đăng. Đừng có tự đánh giá mình quá cao. Cho dù để cho cô lên Đài Thiên Đăng, lại cứu được ai đây? Không ngờ ngắm trong một lần cuối cùng cũng thường thôi. Là tại vì ông không cam lòng. Không lẽ là bà cam lòng? Tôi đã liên lụy ông, tôi đâu có tư cách quán trách. Tống Đồng Thăng bắt tôi phải chết nhục nhã cho nên mới kéo bà xuống. Là ai liên lụy? Không lẽ là tôi không biết? Chuyện đến nước này, ông phải biết tất cả đều là cái bẫy. Ông vẫn không giận tôi. Tôi tưởng là bà sẽ hiểu. Tại sao còn phải hỏi nguyên nhân? Phải đó, có chuyện muốn nói thì nói bây giờ. Nếu chờ trời sáng, người của Nghiêm Gia Phố tới là hết cơ hội. Nói gì thì nói lẹ đi. Nè, mày tới đây làm gì? Đứng lại. Mấy công việc này giao cho tụi tao làm đi. Muốn coi đám gì thì đứng sang bên, đưa trở người ta làm việc. Nè, nó không phải người ngoài, tại sao phải đuổi người ta chứ? Ông chú Năm nói như vậy thì qua trò chuyện mấy câu đi.
Ba trưởng phòng, dứt giả cho bà. Tại sao cậu còn tới đây? Chuyện phải làm vốn chưa có làm xong, sao lại yên lòng? Không đau lắm đâu, nhưng sẽ hơi ồn ào. Với anh chắc không thành vấn đề. Hãy thả bà đi. Kết cục là của tôi phải chết ở đại chiên đằng. Nếu là như vậy thì bà trưởng phòng có thể được miễn chứ, có phải không? Anh nói như vậy là muốn tôi nới tay với bà, hay là nới tay với anh? Tuy tôi ngu, nhưng mà chưa đến nỗi ngây thơ như vậy. Anh quyết định không có nới tay. Nghiêm dẫn ý, tại sao anh không tin tôi? Tôi xin cậu. Gì ấy? Gì hắn? Là vì cậu, vì xung phấn. Tôi làm người ân quán phần mình, có thù trả thù, không lẽ như vậy không đúng? Tại sao các người đều trách tôi? Bà nói cho rõ đi, là hắn giết chết con của bà. Bây giờ tôi mượn mạng của bà để lấy lại công đạo cho bà. Tôi làm như vậy không đúng à? Tôi làm như vậy là sai. Phải. Bây giờ tôi hối hận. Nhưng mà tôi không hối hận. Không hối hận. Đừng có lăng nhăng lải nhải nữa. Muốn giết thì giết đi. Tưởng tôi không dám hả? Tránh ra, không ai được qua đây. Cái mạng của Nghiêm Vạn Y không mắc mớ tới mình, đừng qua bệnh. Tôi muốn hỏi anh một lần cuối, Tiểu Trác trước khi chết, người họ Nghiêm ai đã hiếp đáp cổ? Phải anh không? Có phải là anh không? Có phải gì vậy? Anh đem tôi đốt đèn trời để mà bịt miệng. Tổ tiên của chúng ta vì tích tiền tích đức, cho nên mới được cổng phường này, khiến cho Nghiêm gia phố được dương danh ngàn dặm ở trên cao nguyên. Cho nên chúng ta bỏ mặc họ là người của chợ búa hay là tộc trưởng đương gia, ai dám thông gian bại hoại danh dự của chúng ta thì người đó sẽ bị đốt đèn trời, thiêu chết họ. Chị trách tôi quá ngây thơ, tưởng là tôi có tài này thì sẽ gạt được Đông Thăng ra khỏi đây. Đàn bà ngây thơ đâu chỉ có mình chị. Chị Quốc Cơ, tôi xin chị chia thả hai chúng tôi. Chúng tôi đi cứu người chứ không phải là hại người, chị tin tôi đi. Chị Quốc Cơ, đàn ông họ không hiểu thôi, không lẽ chị là đàn bà mà cũng không hiểu được? Sao chúng ta lại lo an nguy cho họ, bông ba gì họ? Giết chết Dạng Y rồi, mục tiêu kế tiếp là sẽ đối phó với tôi. Dĩ nhiên là họ cũng không có tha cho chị. Lý lẽ này chị cũng không hiểu hay sao? Cho dù tôi là dâm phụ thì đó cũng là chuyện của tôi, họ không nên trách chị. Nếu nói là có người đàn bà là có dâm phụ cũng là chuyện của mình nó. Những người khác không có tư cách trách móc nó. Dĩ nhiên lý lẽ này họ làm sao mà hiểu được. Đừng nói là nó không nghe lời của chị, chỉ lo là lại gần chị thôi thì cũng bị người ta nói là không có được sạch sẽ. Minh Phụng à, chị có còn nhớ được cái chuyện xảy ra lúc mình gã lên núi hay không? Đó là bí mật ở trong đời của mình, không thể kể với người khác. Bây giờ chúng ta còn cần lo tới hay sao? Căn nhà bị tiêu quỷ đó chắc là vẫn còn chôn ở dưới bãi cát. Ma tặc mà chúng ta đã giết nhất định cũng sẽ còn ở chỗ đó. Chị Quốc Cơ, nếu chị muốn đối phó với Nghiêm thiếu phu nhân, tôi có thể giúp chị chứng bả, vì bà ta đã từng lọt vào trong tay của ma tặc. Hơn nữa tôi sẽ có thể dẫn chị tới chỗ hung án. Tôi sẽ nói cho người ta biết ngày hôm đó chị cũng có mặt tại hiện trường. Chị nói cái gì?
Chồng của chị có lẽ không tin lời của tôi, nhưng vì mặt mũi ông ta nhất định không cho chở trên núi đâu. Cấm miệng lại đi. Tôi vốn không hề gặp má tặc, không có. Một là chị thả chúng tôi để chúng tôi lên đài Thiên Đăng gặp ông chủ, hai là chị giết chết tôi. Còn nếu không, tôi sẽ kể cho thiên hạ nghe những gì tôi vừa mới nói. Tại sao trở về? Ông phải nên ở lại đài Thiên Đăng coi chừng hai cái tên đó chứ. Hai người họ đã bị Tống Đông Thăng thả đi rồi. Họ tống các người thông đồng với nhau. Walker à, anh nói chuyện á phải cẩn thận một chút. Tôi dù sao cũng là đương gia mà. Đây là thứ vô dụng. Đi xét. Dạ. 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 Bên đây. Từ đầu chi cuối, bà cũng không có định rời khỏi. Từ ngày gã lên núi, tôi không thích Nghiêm gia phố. Tôi không thích trưởng phòng nhà Tống. Không thích cái cổng phường này. Nhưng cuối cùng, thậm chí tôi không thích con người Tiêu Ngọc. Nhưng chỗ này dù sao là cố hương của Đông Hiểu, cho nên tôi không đi. Bà tưởng là Đông Hiểu nhìn thấy mẹ của mình ở đây bị người ta hành hạ, bị chết quan mới được vui sao? Đông Hiểu chết sớm. Một đứa nhỏ ngây thơ vô tội như vậy sẽ được đầu thai mau. Nó sẽ quên đi những chuyện xưa kia, sẽ không nhớ được, sẽ không nhìn thấy được mẹ của mình có kết cục gì. Nó có thể quên, sao bà lại không thể quên? Tại vì tôi tác nghiệp quá nhiều. Tôi cũng vậy, nhưng mà tôi không muốn chết. Ở trên đời này, những món nợ mà chúng ta phải đi trả thì là quá nhiều. Muốn trả dứt thì phải giữ lại tính mạng của mình. Nhà anh có vợ, nhưng người tôi nợ thì họ đã qua đời. Tôi không giống anh. Thì tôi cũng nợ của bà. Tôi nợ của bà nhiều hơn những người khác. Bà có hiểu hay không? Lâu nay tôi không hề thích anh. Anh có hiểu điều đó không? Bà chỉ muốn tôi nản lòng. Có phải là có lời gì cũng có thể nói ra hay không? Tôi chỉ nói sự thật mà tôi khẳng định. Thế gian này, ông là người đàn ông duy nhất ảnh hưởng tới tôi rất nhiều. Trong những ngày tôi chán ghét ông, ông khiến cho tôi thấy lòng được ấm cúng. Trong lúc tôi chán ghét ông nhất, ông lại khiến cho tôi thấy được làm người còn một tia hy vọng. Trong lúc tôi muốn giết ông, ông khiến tôi vì ông mà khóc lóc. Nhưng tất cả không có nghĩa là tôi yêu thích ông suốt cả đời. Tiêu Ngọc chưa hề được đàn ông đối xử như vậy. Thì cũng đâu có khác biệt gì. Có. Tại vì cuối cùng tôi đã không chọn đi làm người đàn bà đi chờ bị yêu, mà là chọn làm mẹ của người ta. Người phải tới, rốt cuộc phải tới. Đi mau đi. Họ không phải là người trên núi. Chạy mau.
Ông chủ Nghiêm, có nhận ra được tôi không? Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán Đổi Trong Tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.